Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình OCAP, là chương trình trọng tâm trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn, theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, trên cơ sở khai thác hiệu quả kinh tế văn hóa nguồn tài nguyên bản địa. Tại Đồng Tháp, chương trình OCAP luôn được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm thực hiện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, xây dựng và phát triển sản phẩm OCAP. Qua đó xây dựng được nhiều sản phẩm chủ lực có thương hiệu, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao. Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 265 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCAP đạt 3 sao và 4 sao. Trong đó có 61 sản phẩm đạt 4 sao và 204 sản phẩm đạt 3 sao. Đặc biệt năm 2020, có 3 sản phẩm du lịch nông thôn đạt sản phẩm OCAP 3 sao đầu tiên và 4 sản phẩm OCAP được Ủy ban Nhân dân tỉnh chọn đề nghị Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCAP quốc gia xem xét đánh giá công nhận sản phẩm OCAP đạt hạng 5 sao. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, thời gian qua các sở ngành địa phương tích cực hỗ trợ chủ thể OCAP đổi mới trang thiết bị, thay đổi quy trình sản xuất, xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, mở rộng quy mô, xây dựng vùng nguyên liệu an toàn, thay đổi mẫu mã, bao bì, giới thiệu sản phẩm. Đến nay, tỉnh Đồng Tháp cũng đã kết nối được nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCAP vào hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ, đưa hơn 80 sản phẩm OCAP lên 5 sàn thương mại điện tử uy tín như Vỏ Sò, Popmart, Lazada, Shopee, Sen Đỏ. Ngoài ra còn phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số triển khai chương trình gian hàng Việt trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, tiếp tục tăng cường quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCAP của tỉnh qua việc tham gia các diễn đàn, hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu. Điểm nổi bật khác nữa đó là sự ra đời của Hợp tác xã Đặc sản Đồng Tháp, quy tụ hơn 60 doanh nghiệp và hơn 40 sản phẩm đưa ra thị trường, gồm sản phẩm OCAP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản địa phương, sản phẩm làng nghề truyền thống. Tỉnh đã hỗ trợ hợp tác xã giới thiệu giỏ quà Tết được thực hiện từ các sản phẩm OCAP, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến với khách hàng trong và ngoài tỉnh. Tại các khu di tích, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, hầu hết đều có các quầy bán hàng đặc sản, sản phẩm OCAP, quà lưu niệm Đồng Tháp, thông qua đó đã tạo thêm kênh tiêu thụ, đồng thời quảng bá sản phẩm đến du khách gần xa. Năm 2022, tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức diễn đàn kết nối sản phẩm OCAP vùng đồng bằng sông Cửu Long, liên kết cùng phát triển Đồng Tháp 2022, diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Sự kiện thu hút 32 tỉnh thành đăng ký tham gia và có 320 gian hàng. Đây là sự kiện nhằm tăng cường tính hợp tác và liên kết giữa các tỉnh thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long với các địa phương trên cả nước, làm cơ sở để đẩy mạnh và phát huy tiềm năng sản phẩm OCAP Đồng Tháp nói riêng và của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.